chỉ có tại Bình Sơn. Chạy nhớt này đi tìm khắp Việt Nam. Đúng rồi. Chứ, xin chào các bạn, nay chúng tôi sẽ quay cái video. Tức là cái chai này để cho cái máy cắt cỏ Ryobi 143R này. Sau đó thì sẽ test thử cho khách hàng. Là không ai uống nhiều và không ai uống ít. Nó đúng 100 ml. Tôi sẽ quay quá trình. Bây giờ nó có cái máy đo ấy. Quá trình lắp đặt để cái máy cắt cỏ lên cho bạn xem. Đúng để nhau nhiều bạn có mua về ấy, thì nếu mà mình mua rời hộp phần rời ấy, thì mình có thể về nhà mình có thể lắp được. Tất nhiên là có nhiều bác là biết lắp rồi nhưng vẫn có nhiều bác là vẫn chưa biết lắp. Vì thế là chúng tôi sẽ làm video này để hướng dẫn cho các bác. Các bác có thể nhìn vào cái video này để biết cách là lắp đặt, biết cách là lắp và những cái con ốc nào cho nó phù hợp. Đây cái ốc cần này thì những ốc to này. Đây là những cái phụ kiện đi theo kèm của máy 143 này. Có cả kính nhé các bạn nhé. Găng tay. Đôi găng tay trắng muốt. Găng tay này nhìn trông hơi bị đẹp đấy. Găng này xịn hơn mấy cái găng mà mua ở ngoài cửa hàng. Mấy đôi găng ngoài cửa hàng ấy thì cái đôi ấy chỉ có 5.000 thôi. Nhưng mà nhìn đôi này thì tôi cảm giác thì nó xịn hơn này. Đẹp hơn cái chất liệu của nó. Rồi cái kính đây đi theo kèm máy sẽ có cái kính này, kính này kính bảo hộ các bạn này, đeo vào để tránh cỏ hay là những cái vật nó bắn vào mắt này, tránh cả những cái vật nguy hiểm, bảo vệ đôi mắt giúp các bạn. Cái này để đeo vai các bạn, dây đeo vai. Nhầm mà, cái bên này là bên tay kia mà. Thấy chưa? Các bạn mà không để ý là có thể rất dễ là bị nhầm. Đây cái này bên tay ga này, cái ga này chúng ta phải để bên tay phải này. Bởi vì chúng ta các bác là thuận tay phải ấy, để bên tay phải thì sẽ thuận hơn. Lúc chờ đợi thì chúng tôi sẽ quay qua để cái máy Ryobi cho nhiều bác mà vẫn chưa biết để các bác có thể xem và chiêm ngưỡng hình thức của máy nhìn xem như thế nào. Hàng này tương đương với cả hàng Uvana thị điểm 143. Đây tôi sẽ quay chi tiết cái cách lắp cái dây ra. Đây là có cái ốc, nó có cái ốc nhựa này. Cái nhựa này rất dễ để chúng ta vặn ra, chúng ta cùng dùng tay vặn được. Nhiều cái nó bằng cái ốc thì nó bằng mũi cái ốc bốn cạnh thì chúng ta phải dùng COVID thì chúng ta mới mở được. Ở đây chúng ta có thể dùng tay chúng ta vặn được rất là tiện, không cần phải dùng. Sao em chỉnh máy thôi anh nhé. Dài thôi, dài rồi đó, phải có sẵn rồi, vừa luôn. Kéo ấy.
lựa, đúng là thịt lựa. Vẫn phải kéo vào, kéo chút nữa. Đây là cái tô vít. Rồi kéo. Đây thì không móng tay. Đơn giản thôi nhưng mà mất khá nhiều thời gian để chúng ta có thể đưa cái dây gà vào cái phần. Đây anh giữ cho cần gì không? Không cần. Đây nó hơi vướng cái phần sau. Xuống bóp một cái đây là ok, mày cứ giữ xuống đi kìm đấy rồi, rồi đấy, ok rồi. Hơi nới ra một tí không? Nới ra nó căng. Bởi vì nó dây nó hơi bị trùng. Không vặn vào thì nó lại trùng dây. Mình phải nới ra nó mới căng dây. Gà không mà mình gà nó không hết gà được. Gà nó mắc. Còn đây dây này. Dây công tắc chúng ta có thể cắm vào dựng được. Dây nóng như lửa. Cắm dây nào? Là hai dây vào hai dây. Kiểu gì cũng vừa. Tặng theo một găng tay timer. Đó, có cái nhựa này chúng ta lắp vào kia bảo vệ cái đầu ở trên đầu. Trên đầu chế tránh bụi vườn. Cái này kính phải vườn thì bơi được đấy. Đây là cái xốp. Thế cháu lại sang xem nó kín bảo hộ. Cái này cắt tường kéo căng là kéo kín là chú đùa. Nhưng mà một cái là nó hay bị kín quá. Đấy nha các bạn nhá. Thì như mua một máy này sẽ được tặng. Cái này là tặng à hay là mua đây? Tặng đó. Tặng. Tặng là mua. Tặng cái kit đây. Cái này là nhớt được tặng à? Đúng không? Đúng không? Để còn biết. Không phải à? Thế thôi. Mua đấy. Không phải quảng cáo giới thiệu cho khách hàng biết. Găng tay này, kính này. Đúng thì là đúng, thì sai thì là mình không thể nói được. Để tránh sau này các bác lại thắc mắc là tại sao lúc quay nó lại có mà lúc mua thì lại không có. Không có chẳng chẳng cơ đâu em ơi, bỏ qua đi. Chẳng này lâm được. Hốt của nó là sao mà tài. Chắn thì đơn giản thôi. Gài vào đâu? Gài vào ốc. Lúc nãy mấy cho anh xem cái nồng gặt bao nhiêu tiền đây nhỉ? Nồng gặt nhỉ? Sơn nồng gặt bao nhiêu? Chẳng hơn nồng gặt bao tiền em? Nồng gặt. Cái nồng gặt bao tiền em nhỉ? 150 à? Anh có mua luôn không? Bây giờ hết hàng quá đồ. Hết hàng gì à? Anh muốn lấy luôn thì có, lấy luôn. Bây giờ chắc không phải là vụ. Rồi, người ta đang cưới, người ta đang xới. Người ta bây giờ này á? Xới đang mới, một số ông đang xới rồi, đang bừa rồi. Đang thu cây đông rồi. Thích quỷ bò, ngày xưa là bên quân đội. Thích quỷ bò. Oh.
xác quá gạch đấy. Sang vào bụi lau là máu. Cắt lau là máu. Sang vào bụi lau rồi. Thôi phá ngây quá. Chết rồi. Thôi video đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.